mọi người, mình là Lành và như thường lệ đây là bản tin Lab News. iPhone 16 Pro Max sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa thế giới smartphone với những cải tiến đột phá về thời lượng pin và khả năng sạc. Nhưng dò rỉ gần đây đã tiết lộ các nâng cấp thú vị mà Apple đã lên kế hoạch cho dòng sản phẩm mới của mình, đặc biệt là các mẫu Pro. Một tính năng nổi bật mà các mẫu iPhone 16 Pro là hỗ trợ sạc nhanh 40W qua cổng USB-C, một nâng cấp đáng kể so với các phiên bản trước, hứa hẹn sạc thiết bị của bạn với tốc độ chưa từng có. Dù bạn đang vội hay muốn giảm thời gian chờ, iPhone 16 Pro Max sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Ngoài ra, sạc MagSafe cũng được cải tiến với các mẫu Pro hiện hỗ trợ sạc không dây 20W, mang lại sự tiện lợi của sạc không dây mà không hy sinh tốc độ. Trong khi các mẫu iPhone 16 và 16 Plus tiêu chuẩn vẫn sẽ giữ nguyên các tùy chọn sạc 27W qua USB-C và 15W qua MagSafe, các mẫu Pro đang đẩy giới hạn của công nghệ sạc để mang lại trải nghiệm người dùng. Ngoài khả năng sạc đáng kể, dòng iPhone 16 còn được trang bị dung lượng pin lớn hơn. iPhone 16 dự kiến sẽ có pin 3.561 mAh, tăng 6% so với iPhone 15. Trong khi đó, iPhone 16 Plus sẽ giảm nhẹ dung lượng pin xuống còn 4.600 mAh. Nó vẫn hứa hẹn cung cấp hiệu suất pin ấn tượng. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự là các biến thể Pro. iPhone 16 Pro dự kiến sẽ có pin 3.355 mAh, tăng 2,55% so với mẫu trước đó. Và cuối cùng là iPhone 16 Pro Max thực sự nổi bật với pin khổng lồ 4.676 mAh, tăng 5%. Những viên pin lớn này kết hợp với các cải tiến về hiệu suất được thiết kế để đảm bảo rằng bạn luôn được sạc đầy đủ trong thời gian dài, bất kể thói quen sử dụng của bạn có đòi hỏi đến đâu. Cam kết của Apple trong việc nâng cao hiệu suất thể hiện qua việc giới thiệu các chip A18 và A18 Pro tiên tiến được chế tạo bằng công nghệ quy trình 3 nanomet. Người dùng có thể mong đợi hiệu suất và hiệu quả hàng đầu từ các con chip phức tạp này được thiết kế đặc biệt để bổ sung cho màn hình lớn hơn cho dòng iPhone 16 Pro, tối ưu hóa thời lượng pin mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Việc sử dụng công nghệ quy trình 3 nanomet cho phép mật độ bóng bán dẫn cao hơn trên chip, dẫn đến hiệu suất năng lượng và hiệu suất vượt trội. Điều này mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng, cho phép đa nhiệm mượt mà, chơi game nhập vai và sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều tài nguyên mà không lo lắng về việc tiêu hao pin nhanh chóng. Một tính năng thú vị khác cho dòng iPhone 16 là việc triển khai thiết kế pin xếp chồng. Cách tiếp cận sáng tạo này nhằm tối đa hóa hiệu quả không gian trong thiết bị, có thể kéo dài tuổi thọ pin và nâng cao hiệu suất tổng thể. Ngoài ra, thiết kế này tuân thủ các quy định của EU, đảm bảo rằng pin dễ tiếp cận và bền hơn, thể hiện cam kết của Apple trong việc cung cấp trải nghiệm người dùng cao cấp, đồng thời ưu tiên tính bền vững và trách nhiệm môi trường. Ngoài ra, có tin đồn cho rằng Apple đang xem xét sử dụng ống kính tiềm vọng cho các mẫu iPhone 16 sắp tới để nâng cao khả năng zoom của máy ảnh, đặc biệt là trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Theo báo cáo của Digitime Asia, công ty sản xuất ống kính TGI từ Putino đã hợp tác với hai nhà sản xuất module ống kính máy ảnh nổi tiếng cho mục đích này. Theo các nguồn tin trong ngành, có những suy đoán rằng Apple có thể áp dụng một module máy ảnh mới cho iPhone 16 Pro Max để cải thiện khả năng zoom của nó. Báo cáo của Digitime Asia bổ sung thêm trọng lượng cho các tin đồn bằng cách gợi ý rằng Apple có thể chọn ống kính zoom 5X cho cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Hiện tại, iPhone 15 Pro Max là mẫu duy nhất được trang bị ống kính zoom 5X, trong khi iPhone 15 Pro chỉ có ống kính zoom 3X. Việc giới thiệu ống kính tiềm vọng cho dòng iPhone 16 có thể sẽ lấp đầy khoảng trống này và sẽ cung cấp khả năng zoom nâng cao cho toàn bộ dòng sản phẩm. Theo báo cáo, Legend đã cung cấp ống kính tiềm vọng cho dòng iPhone 15 Pro Max cao cấp vào năm ngoái và năm nay. Nhiều mẫu trong dòng sản phẩm iPhone sắp được dự kiến sẽ được trang bị ống kính này. Ngoài ra, GSEO có thể trở thành nhà cung cấp mới cho iPhone năm nay, mở rộng phạm vi sử dụng ống kính tiềm vọng của Apple. Truyền thống chỉ có những smartphone hàng đầu như Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 8 Pro và Apple iPhone 15 Pro Max mới được trang bị ống kính zoom 5X. Tuy nhiên, với khả năng bao gồm ống kính zoom 5X trong cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, Apple có thể cân bằng sân chơi bằng cách cung cấp khả năng zoom tương đương cho các mẫu flagship của mình. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!